Rồi sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thay màn hình Zenfone 5. Cần gì? Mình chỉ cần thao tác để họ xem là biết. Không cần nhìn, chỉ nhìn thấy cái này thôi. Không, tự động vào. Nó khoai dọc tiếng hả? Có tiếng đấy. Đây là màn hình mới. Thường thường người ta có thể thay nguyên cái mặt cảm ứng. Đây, cái màn hình của nó đây. Nó bị vỡ. Có thể bóc ra lấy nguyên cái cảm ứng. Nhưng cái này mình sẽ hướng dẫn các bạn thay cả bộ luôn. Đây, bộ mới đây. Nguyên bản vừa xong mình đã test. Bây giờ chúng ta sẽ làm sạch cái keo dán ở trên chốc này. Đây là máy đã thay một lần màn hình rồi. Yeah.
xong. Giờ chúng ta sẽ dùng keo B7000. Rồi chúng tắt màn hình, chúng ta sẽ lắp cáp của đường cảm ứng trước. Lên cho nó mát cho lên. Chúng ta sẽ vuốt nhẹ cho keo nó ăn. Keo này khi một khi đã dính chặt thì chúng ta muốn bóc ra thì phải nhẹ. Thank you.
Ok, xin chào các bạn.